Rất vui được gặp lại quý vị trong phần 2 của bản tin FVNC Thế Giới ngày hôm nay 12 tháng 2. Kính thưa quý vị, ngoài dịp lễ Tết thì Valentine cũng là mùa bận rộn nhất của các nhà sản xuất hoa tại Colombia. Các nhân viên tại một xưởng trồng hoa ở Facatativá, cách thủ đô Bogota 31 km về phía Tây Bắc, đang tất bật cắt, tuyển và đóng gói các loại hoa hồng, loài hoa biểu trưng cho tình yêu. Valentine không chỉ là dịp lễ quan trọng đối với nước Mỹ, mà nó cũng rất quan trọng với ngành công nghiệp hoa của Colombia, bởi Mỹ là thị trường chính của Colombia. Valentine là thời điểm chúng tôi xuất khẩu hoa sang Mỹ nhiều nhất, và một khi sản lượng hoa nhập khẩu tăng thì mối quan hệ thương mại giữa Colombia và Mỹ càng phát triển. Sau khi những cành hoa được thu hoạch, các nhân viên sẽ sắp xếp và cho chúng vào thùng để xuất đi. Thông thường mỗi thùng chứa khoảng 300 cành hoa hồng và 600 cành hoa cẩm chướng. Anh Alvaro Camacho, quản lý của Elite Flowers, cho biết đây cũng là thời điểm mang lại lợi nhuận nhiều nhất cho ngành hoa của Colombia. Ngày này chiếm từ 65 đến 70% lợi nhuận cả năm, số hoa xuất khẩu chiếm từ 30 đến 35%. Nếu như những năm trước, các nhà xuất khẩu hoa có một mùa Valentine không tình yêu do người tiêu dùng e dè cho việc mua hoa thì năm nay bức tranh đó đã tươi sáng hơn. Kính thưa quý vị, mới đây thì nhà sản xuất ô tô Nissan cho rằng châu Phi là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của mình và là một thị trường vô cùng tiềm năng. Trong năm 2012, Nissan sản xuất khoảng 90.000 xe ở châu Phi với khoảng 50.000 xe chủ yếu ở Nam Phi. Công ty cũng có các cơ sở sản xuất ở Ai Cập và gần đây nhất là xây dựng nhà máy ở Nigeria. Châu Phi là một thị trường chiến lược của chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi đang nói về châu lục có tốc độ tăng trưởng GDP nhanh nhất. Nếu so sánh với Mỹ hay châu Âu, châu Phi thực sự là một cơ hội tuyệt vời. Ông Whitfield cho biết, chiến lược của Nissan tại tiểu vùng châu Phi đã đạt được hơn 8% thị phần toàn cầu trong năm 2016 nhờ vào tập trung nghiên cứu công nghệ trong phát triển sản phẩm. Nissan cho biết sự bảo trợ của Afcon là hợp đồng lớn nhất của hãng và là một phần quan trọng trong chiến lược đổi mới. Hiện Nissan đang có kế hoạch tăng cường sự hiện diện của thương hiệu tại thị trường này. Các nhà đầu tư nói rằng doanh số bán hàng hàng năm tại châu Phi sẽ tăng 20% trong năm tiếp theo, đạt 2 triệu chiếc nhờ vào tầng lớp trung lưu mới muốn đổi xe ở châu Phi. Kính thưa quý vị, cổ phiếu của Pepsi đã tăng 2% bất chấp tác động của việc đồng đô la tăng giá sau khi công ty đã công bố kết quả kinh doanh quý tư cao hơn kỳ vọng. Doanh số bán hàng của sản phẩm Frito-Lay tăng mạnh khiến Pepsi đạt được kết quả kinh doanh quý tư tốt hơn kỳ vọng, mặc dù lợi nhuận và doanh thu vẫn giảm. Doanh số tại các chi nhánh ở Bắc Mỹ đã tăng 3% trong quý tư, đưa Pepsi trở thành đối thủ xứng tầm của Coca-Cola. Cổ phiếu của Pepsi đã tăng 2% trong phiên giao dịch sáng. Lĩnh vực đồ uống của Pepsi vốn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu sử dụng nước có ga suy yếu, thì cũng đã tăng trong quý cuối cùng của năm 2014. Pepsi từng trải qua nhiều áp lực khi nhà đầu tư Nelson Pence muốn tách mảng kinh doanh snack ra khỏi mảng đồ uống. Với việc kinh doanh tốt đẹp, Pepsi vừa công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu của mình với trị giá 12 tỷ đô la vào năm 2018. Tuy nhiên, công ty này cũng cảnh báo còn tiếp tục chịu nhiều áp lực từ tỷ giá hối đoái trong năm 2015 này. Kính thưa quý vị, không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thì mới đây vua Philip đệ lục của Tây Ban Nha đã cắt giảm 20% lương của mình. Tuyên bố được đưa ra sau hàng loạt scandal tham nhũng trong hoàng tộc nước này. Để góp phần vào đà hồi phục kinh tế, đức vua Tây Ban Nha đã cắt giảm 20% lương của mình. Trong năm 2015, lương của nhà vua là 234.000 euro. Phục hồi kinh tế chỉ là một nguyên nhân. Theo các nhà quan sát, nguyên nhân lớn hơn là do hoàng tộc muốn lấy lại uy tín của mình. Trước vua Philip, cả vua cha và nhà vua tiền nhiệm là Juan Carlos đều là những người hào phóng. Vào thời điểm năm 2012, khi mà cứ 4 công nhân thì có một công nhân thất nghiệp, chính phủ thì lao đao trước nguy cơ phá sản vì nợ, thì nhà vua lại thường xuyên có những cuộc săn voi xa xỉ. Mới đây, chị gái của vua Philip và chồng của bà còn dính líu vào vụ biển thủ 6 triệu euro cầm quỹ. Họ phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng dù sao đi nữa thì vụ này cũng đã trở thành một trong những scandal tham nhũng lớn của hoàng tộc Tây Ban Nha. Một số ý kiến cho rằng để vực dậy lòng tin thì hoàng gia Tây Ban Nha cần phải làm nhiều hơn là chỉ cắt lương. Những gì mà chị gái nhà vua đang làm không giúp ích gì cho mấy cả, nhưng mà bây giờ vụ việc đã đưa ra tòa rồi, hoàng gia cũng không còn dính líu gì. Tôi cũng muốn xem hoàng gia sẽ làm gì để giải quyết mấy vụ rắc rối này. Đó là chuyện của hoàng gia, của chính trị gia, không phải của người dân. Tây Ban Nha hiện tại có thể nói là đã thoát khỏi suy thoái, và hoàng gia Tây Ban Nha dưới thời trị vì của vua Philip cũng đã có những cải tổ rất tích cực sau thời gian dính vào bê bối liên tục. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn của hãng hàng không TransAsia thì đã một tuần trôi qua nhưng hãng hàng không này vẫn chưa hoàn tất việc đền bù cho người nhà nạn nhân thiệt mạng trong vụ máy bay rơi hôm 4 tháng 2. Một cuộc gặp gỡ giữa đại diện hãng hàng không và gia đình nạn nhân đã được diễn ra vào sáng thứ Tư ngày 12 tháng 2, 8 ngày sau vụ tai nạn thương tâm.
Cuộc gặp kéo dài 3 tiếng rưỡi đã được chủ trì bởi giám đốc điều hành của hãng, ông Chen Xinde. Chúng tôi sẽ đền bù với số tiền là 13,5 triệu đô la Đài Loan, tương đương 428.000 đô la Mỹ. Ngoài ra còn có 1,2 triệu đô la Đài Loan, chi phí mai táng cũng như chia buồn với gia đình của các nạn nhân. Tổng cộng số tiền chúng tôi đền bù là 14,9 triệu đô la Đài Loan. Mặc dù vậy, một số thành viên trong gia đình của các nạn nhân đã không chấp nhận số tiền bồi thường. Trước tình hình đó, đại diện của hãng cho biết TransAsia sẽ làm hết sức để làm tròn trách nhiệm với gia đình của các nạn nhân. Dù người nhà của các nạn nhân có tiếp nhận bồi thường hay không, thì chúng tôi vẫn sẽ liên lạc với họ. Ngoài Trung Quốc, chúng tôi cũng sẽ cử người đến quê nhà của các nạn nhân để xem liệu họ có cần thêm gì không. Hơn hết, chúng tôi còn có sự giúp đỡ từ các luật sư nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người nhà nạn nhân. TransAsia cho biết sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận, nhưng lại không nói rõ việc đó sẽ diễn ra vào lúc nào. Vừa tạm lắng những tin tức về bộ máy lãnh đạo bị cáo buộc tham nhũng thì cái tên Petrobras lại xuất hiện trở lại trên mặt báo khi giàn khoan ngoài khơi của công ty này phát nổ, làm thiệt mạng ít nhất 3 người và 6 người khác mất tích. Vụ nổ xảy ra tại giàn khoan ngoài khơi của công ty dầu khí Petrobras đã làm thiệt mạng 3 công nhân, hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ. Ngoài những người bị thương, 6 người khác hiện vẫn đang mất tích. Trong một tuyên bố, sự cố đã được kiểm soát và không có tràn dầu sau vụ nổ. Cơ quan quản lý nhà nước cho biết hai đội điều tra đã được thiết lập để điều tra về vụ nổ. Cơ quan chức Petrobras vẫn chưa đưa ra lời bình luận nào. Giàn khoan Cidade nằm ngoài khơi phía đông bắc thủ phủ bang Espírito Santo của Brazil, với sản lượng trung bình mỗi ngày là 2.000 thùng dầu, theo số liệu thu được hồi tháng 2 năm 2014. Giàn khoan FPSO Cidade de São Mateus thuộc sở hữu của công ty Na Uy BW Offshore. Công ty này đã cho tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras thuê trong thời hạn 2009-2018. Thảm kịch trên là sự cố tồi tệ mới nhất đối với công ty thuộc sở hữu nhà nước này sau vụ bê bối tham nhũng gây chấn động liên quan đến các chính trị gia Brazil. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 của chương trình. Phi Yến xin mời quý vị theo dõi những nội dung nổi bật của phần cuối cùng. Chứng khoán thế giới trái chiều vì đàm phán EU Hy Lạp. Lộ diện viên kim cương nhân tạo lớn nhất thế giới.